trao dạy cho game thủ Yuhi. Rồi trận đi đấu này nhìn vào nhìn sơ qua thì thấy ổn áp hơn trận đi đấu vừa rồi. Và trong những thời điểm đầu tiên tôi cảm thấy đây là một bài đấu nó khá đẹp trong mà nhìn cái thế. Và những thế mà nhìn nền đất, những cây gỗ đầu tiên cảm giác rất ưng. Và có ngay một cánh rừng cho mình. Và hy vọng quan trọng sẽ là nhiều đồ ăn và gấu voi. Và xin chào anh Hưng The Blue, hiện tại thì tỷ số chúng ta đang là 2-1. Đó, 2-1 cho game thủ Hoàng Minh Nhi. Và giờ em đã chỉnh cho anh em rồi. Và không phải nhầm đâu anh em nhá. Hello, vâng, như là bạn Hàn Viết. Vâng, Hàn Viết Việt chớm. Vâng, không thấy Linh Trang, đã hỏi Linh Trang đâu rồi. Vâng, và Linh, vâng, Linh Trang thì có lẽ đang vâng, có lẽ là, vâng, có lẽ là sợ mình đi làm về muộn và Linh Trang đang vâng, đi ra ngoài có thể mua đồ ăn đêm cho mình rồi. Vâng, đúng như dự đoán của tôi khi mà thi đấu đầu tiên, tôi đoán đây là bài đấu ổn áp. Em có thể thấy trong cái góc này. Và ta chờ đợi xem. Và ta chờ đợi xem liệu rằng trận đấu này game thủ mình sẽ kích trong mấy đây. Một bài đấu khá ổn. Và map solo đối diện khả năng cao trận đấu này nhà Yugi cũng sẽ rơi vào mạng khoảng tầm 9-10 giờ. Và nếu như vậy sẽ là bài đấu và là chuẩn cho một hướng đóng nhà BA luôn ngay vào những chiếc nhà BA này. Và như vậy đây trận đi đấu mà game thủ Yugi. Rồi một chiếc nhà BB cua đến từ game thủ Hoàng Minh Nhi. Vâng, đây là coi lại rằng như vậy là game thủ Yugi dường như đã từ bỏ cái bãi quả này thì phải. Không, như vậy là vẫn thiết kế. Nhưng đây sẽ là bãi quả rất xấu dành cho Yugi. Vâng, có đúng, vâng, có đúng hai thằng nông dân có thể xếp hàng đẹp được tại cái bãi quả này. Vâng, xin gửi chào anh em người và anh em Hàn Viết Việt. Vâng, không biết anh em cái gì đen xì nhở. Vâng, đừng nói với tôi anh em vừa lướt qua gấu và anh em lại chát nhầm. Và anh em lướt qua người yêu vâng gấu của mình và có tình huống vâng chát nhầm cái suy nghĩ và chát lên trên khung chat. Vâng, xin chào anh vâng em đang khung chat anh TR Can Trồn, không biết anh còn theo dõi kèo đấu này không. Vâng, vừa rồi thấy anh vâng vừa mới thấy anh comment. Vâng, thỉnh thoảng vâng em thì trong thời gian này cũng sẽ ít bình luận cho anh em hơn. Vâng, vừa Captain đi vâng đi dạt ngoài đảo xa về và quay trở lại cầm mic cho anh em rồi.
chắc chắn trong thời gian tới thì vẫn sẽ cầm mic cho với anh em thôi, nhưng mà sẽ ít hơn. Không biết trận thi đấu này nhà game thủ Yugi có đủ đồ không? Và tôi nghĩ trận thi đấu này khả năng cao khi mà kéo dân lên đây thì Yugi sẽ luôn làm luôn những chiếc nhà BA cao. Và ta chờ đợi xem, thì đây là bãi quả mà game thủ Yugi là người không ăn được thơm. Vâng, xin chào anh Hùng Tham. Vâng, người tưởng danh hiệu người chia sẻ Hùng Tham. Và bạn và người anh em Hùng Clow. Không hiểu sao nhiều anh em tên Hùng thế nhở. Vâng, đây là kèo đấu solo AC cho nên là mình không có để bảng quân nha anh em. Vâng, đây là kèo đấu solo AC. Vâng, mình nói thôi nhưng có lẽ là người anh em mới vào thì mình xin vâng nói lại để cho anh em có thể vâng nhớ. Vâng, kèo đấu AC cho nên mình không vâng không cần bảng quân. Mình nghĩ là vậy khi mà mặc định là hai ông đều là solo đều là AC rồi. Rồi, đây trận đi đấu mà game thủ Hoàng Minh Nhi anh lên đời sớm. Và xin cảm ơn anh Nguyễn Đức Tâm. Và xin chào anh Nguyễn Văn Hợp nha. Và anh Nguyễn Văn Hợp. Và anh em là Vê Nhã. Và giọng em thì vẫn và giọng em thì chắc chắn là vẫn ấm như ngày nào thôi. Và cái giọng người ta gọi là thủ thỉ, thỏ thẻ và tai của con gái thì được gọi là mắc bêu rồi. Và nhiều khi mà chỉ cần nói thầm và chỉ cần nói thầm nhẹ vào tai con gái thôi là còn mặc định là nhũn hết cả người ra. Đó, như vậy thật đúng như tôi dự đoán đây trận đấu không biết là không, như vậy là nhà Yugi rất gần nhà game thủ Hoàng Mai Nhi và Yugi là người chưa lên bánh xe. Vâng, thời điểm này chưa lên bánh xe dành cho Yugi rồi vừa mới có. Vâng, đây là bốn nhà BA, không biết anh có cần kéo dân lên chốt E không nhỉ? Vâng, có lẽ là không cần, kiểu Yugi tôi nghĩ là khi mà chạy những cơ sở này là Yugi sẽ rất yếu. Là tôi kéo dần luôn, tôi chốt luôn những chiếc nhà bè có thể nhốt lại bằng nhốt những con cung thừa của game thủ người cầm M4. Bằng có lẽ nếu như có thể tận dụng cơ hội lợi thế lớn thì có lẽ anh sẽ dứt điểm luôn ở trong thế đấu này. Rồi, vẫn còn đang đi ăn hoàng dành cho game thủ Yugi thì phải, khi đây là mới chỉ một khoanh ruộng được vẽ ra. Anh có cần phẩy E không? Vâng, chắc chắn thời điểm về sau thì game thủ Yugi sẽ là người không thể sóc đều được với 5 nhà BA. Và khi mà liên tục chạy những khoanh gỗ của mình như này. Và sự thời điểm này không biết đạo dân ăn hoang của Yugi nó nằm ở đâu. Và tôi nghĩ chỉ cần đánh bằng một kiểu bằng kinh tế thôi. Và Yugi cứ đánh một cái nồi cầm điện. Đang đánh một nồi cầm điện và để cho game thủ Yugi không sóc được cùng gờ là tươi rồi. Rồi, một trận thi đấu tạm dừng. Rồi, một trận tạm dừng để vâng trấn tĩnh lại đến từ game thủ Yugi thì phải. Vâng, hiện tại tham lai nó quá đè cho tổng tham 75. Yes. Không nhầm, không biết có phải tổng tham lai là 75 không nhở. Và anh em, và nếu như anh em nào theo dõi kịp có thể bằng xem giúp mình đúng không. Vâng, nếu như tổng tham lai 75 thì hiện tại game thủ Hoàng Nhi tham lai anh là 5 xích rồi. Rồi, vâng, xin chào anh Nguyễn Văn Hợp. Vâng, vừa rồi nghe người anh em hỏi là mình với viên nào đấy. Và sau khi nói ra tên thì người anh em đã nhận ra là vâng, tên nó khá quen. Và nhận hơi đáng buồn là anh em vâng, mới khoảng tầm 2 tuần không bình luận thì mà anh em lại quên giọng mình rồi. Và hơi buồn. Vâng, người yêu cũ thì có anh em, người yêu cũ thì có anh em 2 năm chưa quên. Và nhưng mà giọng bình luận viên vâng, một đam mê của anh em hàng ngày giúp anh em không quên được. Đó, xin chào bạn Hàn Viết Việt. Vâng, hôm nay tối ngày hôm nay vâng gửi lời chào đến bạn Hàn, lần này là lần thứ 10 rồi. Vâng, nhưng không sao. Vâng, nếu muốn chào và muốn tâm sự với những người viên thì mình rất sẵn lòng thôi. Vâng, rất vui khi mà gặp lại tất cả anh em và có thể vâng nếu như có thể anh em thổ lộ những cái điều vâng thầm kín trên cái khung chat này. Và chắc chắn nếu như thổ lộ trên đây thì cũng chỉ bình luận viên và tất cả những người em biết thôi, không ai biết cả. Điều khó nói thì anh em có thể tâm sự và biết đâu và hàng trăm anh em và mỗi người đã đưa ra một phương án để anh em có thể tối ưu. Rồi, như vậy là game thủ Yugi là người đi sai rồi. Vâng, xin chào anh Từ Nhân Tiến như là anh Tiến Lê. Vâng, như vậy em không phải là nickname V Dượng anh ơi. Vâng, vì V Dượng dường như là V Mặc thì phải. Vâng, đúng rồi, V Dượng dường như là V Dượng dường như là V Mặc.
Vâng, như là 3-1 trong